Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bại của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 270 cho các anh, tổng cộng là 30 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà có kích thước nhỏ, các anh chuyển khoản, các anh cộng thêm 10.000, em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những cái đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Rồi em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên là một bộ lục giác hiệu Mitoloy. Đây các, một bộ lục giác hiệu Mitoloy. Cái này là hàng của Nhật nha các. Thì bên trên này nó sẽ khắc chìm các cái thông tin này. Hãng Mitoloy, BAT.D, xuất xứ là Japan, Nhật Bản. Trong này thì nó sẽ gồm có 5 cái đầu lục giác. Bên này là 2.5, 3.4 chấm và 5 chấm. À, là 4 cái, là 6 cái. Đúng rồi, một bên 4 và một bên 2. Đây các anh xem cái đầu của nó này. Nó còn đẹp luôn ha, không có bị mòn hay là bị nứt bể gì hết nha các anh. Nguyên vẹn hết và còn khá là mới. Còn bên này sẽ là 6 và 8. Đây các anh, 6 và 8 đó, còn rất là đẹp luôn này các anh. Bộ này còn mới lắm luôn. Về kích thước thì chiều dài của bộ này là được 10.5cm nha. 10.5cm, giá của bộ này là 200.000 mã số 1. Đây các anh, 200.000 mã số 1, một bộ lục giác ha. Rồi mã tiếp theo. Mã tiếp theo là một cây sẻng gập. Cái này nó cũng là hàng của Nhật luôn á. Đây ạ. Một cái sẻng gập mình mở ra thì mình sẽ xoay xuống như thế này. Mình mở ra. Ví dụ như mình chỉ sử dụng đầu kích chim thôi, mình sẽ quay ngược lên để mình khóa lại như thế này ha. Như này thôi, hoặc là ngược lại thì mình cũng sẽ chỉ giữ một bên này thôi ha, giữ như thế này, hoặc là dùng hết thì mình mở ra hết như này luôn. Đây, mình sẽ vặn hướng ngược lại để cố định nó lại ha. Đây, nó cố định lại rất là chắc chắn luôn ha. Thì em sẽ quay cái đầu sẻng trước đi, đây các. Chất thép là cứng cáp ở bên trong này, có khắc chìm ký hiệu của cái sẻng này các, đây ạ, à. NGS NGS này các, hình thoi khắc chìm ha. Đây phần lưỡi sẻng nguyên vẹn hết, không có bị mẻ gì cả ha các. Đó, chất thép cũng là cứng cáp nguyên vẹn luôn, không bị nứt bể gì cả ha. Đó, còn đẹp. Bên này là đầu ở đầu của chim này. Đó, cũng còn đẹp luôn. À, về ở cái phần dưới này là cái phần cũng là bằng thép nha các, xoay để mình cố định lại thôi ha. Còn bên dưới phần cán là bằng gỗ này. Đây cán gỗ còn nguyên vẹn hết, không có bị nứt nẻ gì cả ha các. Chỗ này là tem Nhật này, nên nó tróc một ít rồi các, chữ Nhật trademark đầy đủ luôn. Còn về cái phần kích thước thì chiều dài tổng thể của cái sẻng này khi mà mình mở ra là nó được 46cm. Cái đoạn này là được 40cm nha các. Đoạn này 40cm. Riêng về cái phần lưỡi sẻng thì cái đoạn dài nhất này là được 18.5cm và đoạn này là được 13cm. Còn bên phần lưỡi cút chim là chiều dài được 16cm nha các. Gọt lại như thế này ha. Rất là gọn luôn. À, giá của cây sẻng này là 350.000, mã số 2. Một cây sẻng gập hàng của Nhật ha. Em qua mã tiếp theo là mã số 3. Một cái cây cảo hai chấu hiệu Top nha các. Đây ạ. À. Một cây cảo hai chấu hiệu Top, cây này nó cũng là hàng của Nhật luôn. Bên trên cái phần thanh cảo này thì nó sẽ khắc chìm này,
top GB gạch 100 này. Bên này khắc nổi size 4, size số 4, thép là thép CRV rất là chắc chắn luôn ha. Các anh xem nước xi của nó này, rất là sáng bóng luôn ha. Và còn nguyên vẹn, không bị cứng móp nứt bể gì hết. Bên trên này cũng vậy này, 100mm CRV. Để bên này khắc chìm hiệu top ha. Một mặt sẽ là 4 inch, còn một mặt là 100mm ha. Thép CRV rất là đẹp luôn. Mặt bên này đó, tương tự. Tổng thể là nguyên vẹn hết luôn nha. Đây là cái phần đầu ti này. Bây giờ em sẽ xoay vặn nó lên này. Đó, hoạt động là nhẹ nhàng trơn tru hết luôn nha các anh. Xuống này. Về kích thước của cái cảo này thì chiều dài cái ti này là được 16cm và chiều dài thanh cảo là được 13.5cm nha các anh. Giá của cái cảo này là 450.000 mã số 3. 450.000 mã số 3. Mã tiếp theo, mã số 4 là một cây kìm cắt hàng của Thụy Điển nha các anh. Một cây kìm cắt ở Sweden. Đây. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm cái hiệu, cái này hiệu Lindstrom nè các anh, Lindstrom. Xuất xứ là Sweden, Thụy Điển ha. Lưỡi cắt là khích sắt nè các anh, không có bị hở sáng gì cả ha. Piano 1613 gạch 5 1/2 quay 77. Tổng thể này là nguyên vẹn hết, không có cấn móp nứt bể gì ha. Lưỡi này, lưỡi cắt này, đó, lưỡi cắt là nguyên vẹn hết, không có bị mẻ gì cả. Rồi về kích thước thì chiều dài của cây kìm cắt này là được 14cm, lưỡi cắt là được 2cm. Em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem ha. Ở đây em có một cái mẫu dây điện này, em sẽ cắt ra trước, cắt ngắn ra một sợi như thế này. Đây, em sẽ cắt cho các anh xem này. Dây này nó cũng khá là lớn đó các anh. Lưỡi cắt là ngọt ngào luôn, phát nào ra phát đó ha. Nó vết cắt này. Giá của cây này là 150.000, một cây kìm cắt hàng của Thụy Điển nha các anh. Mã tiếp theo là một cây xịt hơi hiệu Anex Equata. Cây này thì nó là hàng của Nhật nha các anh. Đây ạ. Cái phần thép này rất là cứng chắc luôn. Đó, nước xi không có bị tróc xi gì quá nhiều nha các anh, còn rất là mới luôn này. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm cái dòng chữ Anex Equata AG gạch 6 này. Mặt sau này cũng vậy này, Anex Equata AG gạch 6 ha. Đó, nguyên vẹn hết, không bị cấn móp nứt bể gì hết. Này là cái phần đầu để mình xịt ra này, cũng còn đẹp luôn ha các anh, không bị mẻ gì cả ha. Đây là lò xo mình bóp vào đây, còn cái phần này để mình gắn vào cái ống này. Chỗ này có thông tin 20 PF, rất là mới luôn ha. Rồi, về kích thước thì chiều dài của cây xịt hơi này là nó được 19.5cm, giá cây này là 270.000, mã số 5. Mã tiếp theo em lên là một cây thước cuộn, một cây thước cuộn 30mm của Nhật nha các anh. Cái phần khung bên ngoài này là bằng nhựa nha các anh, cố định bằng các cái con ốc ha. Bằng nhựa nguyên vẹn hết này, không có bị nứt bể một cái góc cạnh nào hết ha. Đó, các anh cũng có thể thấy ha, nguyên vẹn hết. Chỗ này là bằng nhựa nha các anh, nhựa PVC. Đó, nhựa PVC còn nguyên vẹn luôn, cũng không có bị nứt rách gì hết. Simron. Còn bên trong này, các anh xem bên trên này nó có cái phần tem, tuy nhiên là đây nó tróc giấy ra, nó trôi chữ rồi các. Cái này hiệu Tajima này, thước cuộn Tajima hàng của Nhật 30mm nha. Này, cái phần quay này cũng bằng nhựa luôn. Bây giờ em sẽ cho các anh xem cái phần thước bên trong trước. Cái này bên trong màu vàng nha các.
Kajima này, logo nội địa Nhật này. Bên này 1 mét thì sẽ chữ đỏ thôi các, còn lại là chữ đen. À, thước này nó 2 mặt luôn nè các. Và bên này là số lớn màu trắng. Ở mặt kia bên này dễ nhìn hơn á. Em thấy bên này dễ nhìn hơn, 40, 45, 50. Bên này thì số nó nhỏ hơn, màu vàng ha. Màu vàng, màu trắng, các anh muốn dùng bên nào cũng được. Nó mặt nào cũng còn mới nè các. Nhưng khá mới ha, cũng không có bị cũ gì nhiều. Cái hàng đã qua sử dụng như này là em thấy ok rồi. Bên này không có bị rách gì cả. Rồi, mình để như này, mình muốn thu vào thì mình dùng cái này, mình cầm ở đây. Mình xoay vào thôi các. Thu lại một cách rất là nhanh chóng luôn ha. Đây. À, về kích thước thì đường kính của cái thước này, thước cụ này là nó được 16 cm, còn về cái chiều dài của cái thước này là được 23,5 cm nha các. Giá cái này là 300.000, mã số 6. Mã tiếp theo, mã số 7 là một cây kìm bấm có hiệu Luster. Cây này thì nó cũng là hàng của Nhật luôn ha các. Đây ạ. À, cây này thì đầu cốt của nó là 1.25, 2.5, 5.5 và 8.0 là được khắc nổi các. Còn đây là logo con tôm này, Luster này. 15-1 và 15-2. Đó, cái này khắc chìm, còn cái này khắc nổi ha. Cái ai mặc là như vậy luôn á. Bên dưới này thì sẽ có khắc chìm cái logo nội địa Nhật cũng như là cái mã số 575034. Nó hai mặt. Còn bên dưới tay cầm là có ốp cho mình một cái lớp vỏ bằng nhựa nè các. Cũng nguyên vẹn, không bị nứt rách gì cả ha. Bên trong này còn có một cái tem dán này. Tem dán chữ Nhật đầy đủ luôn. Bên này thì có in thông tin chữ Nhật AK-15. Bên trong các anh xem cái phần cốt này là còn nguyên vẹn hết, không bị mẻ gì ha. 1258 nó khắc chìm số vào luôn. Đó, các cái đầu cốt còn rất là đẹp ha. Bóp bung nhẹ nhàng luôn đó. Về kích thước thì chiều dài cái kìm bấm cót này là nó được 25,5 cm, giá của nó là 250.000, mã số 7. Mã tiếp theo, mã số 8 là một cây búa nhựa. Đây, một cây búa mặt tròn, búa nhựa. Cây này thì nó là hàng của Nhật nha các. Đây, cái phần đầu búa này là bằng nhựa ha. Đây các anh xem, nó còn nguyên vẹn hết, không bị nứt rách gì cả ha. Bên dưới này nguyên vẹn hết luôn. Về phần cán thì cán cây này là cán gỗ. Cán gỗ. Đó, bên trên này có một cái tem hay chữ Nhật này, mã vạch đầy đủ luôn, còn nguyên vẹn ha các. Bên dưới này một cái tem nữa. Có cái lớp keo qua cho nên là nó còn nguyên vẹn hết hay chữ Nhật. Đó, thông tin sản phẩm ha. Còn về phần cán gỗ là nguyên vẹn, không có bị nứt nẻ gì cả ha. Và cái nước dầu quét lên vân gỗ này cũng còn rất là sáng bóng đẹp luôn. Về kích thước thì chiều dài của cây búa này nó được là 30,5 cm, đoạn ngang này là 9,5 cm và đường kính mặt búa là được 6,7 cm. Cây này thì nó nặng tầm 300 gram các, giá của nó là 200.000, mã số 8. Mã tiếp theo, mã số 9 là một cây kìm điện hiệu Fujiza. Cây này thì nó cũng là hàng của Nhật luôn á các. Đây ạ. Một cây kìm điện hiệu Fujiza. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm nè các. Logo hiệu Fujiza này, chữ Fujiza 1050-200 Made in Japan, hàng của Nhật. GIS, GQA, các cái mộc hàng của Nhật nó đầy đủ hết luôn ha. Đây là cái phần răng cũng như là phần lưỡi cắt này. Lưỡi cắt là khít sát nè các, không bị hở sáng gì ha. Đó, chất thép là cứng cáp, nguyên vẹn hết luôn. Mặt sau là có khắc chìm này, ít này, U3. Đó, nguyên vẹn hết. Ở bên dưới tay cầm là sẽ ốp cho mình một cái lớp vỏ bằng nhựa này. Đó, nguyên vẹn ha. Các cái vân này là để cầm mình ôm tay, bám tay, chống trượt nha các. Bên trên này có đúc nổi logo hiệu Fujiza luôn.
cả hai mặt luôn ha các, hai mặt luôn. Bên trong này, bên trong cũng nguyên vẹn hết. Chỗ này là www.fujiza.kk.com, website ở trang web Fujiza các. Đó, người ta đúc nổi lên như vậy luôn. Còn về phần răng bên trong này, nó răng cái này em thấy nó cũng còn khá là đẹp này, và lưỡi cắt là không có bị mẻ gì cả các. Ok, này em thấy là ok, các anh mua về sử dụng là vô tư luôn. Bây giờ em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem luôn ha. Đây, cắt rất là nhẹ nhàng luôn, các anh xem em thao tác này, rất là nhẹ nhàng, nhanh chóng luôn ha. Đây, vết cắt nè các, ngọt ngào luôn. Rồi, về kích thước thì chiều dài cái kiềm điện này nó được 22 cm, và phần lưỡi cắt cũng như là răng là nó được 3 cm. Giá cái này là 200.000, mã số 9. Tiếp theo mã số 10 là một cây kìm cắt ha. Cây này cũng hiệu Fujiza luôn này. Cây vừa rồi là kìm điện, cây này kìm cắt, một bộ luôn hiệu Fujiza ha. Cái này thì nó cũng sẽ được khắc chìm lên. Này là cái logo hiệu Fujiza này, NO70. Này là logo nội địa Nhật ha. Lưỡi cắt cây này cũng khít sát nè các, không bị hở sáng ha, nguyên vẹn hết. Bên dưới tay cầm này cũng tương tự này, cũng có các cái vân này, mình cầm ôm tay bám tay luôn. Đó, bên trong là nguyên vẹn hết, không bị nứt rách gì cả ha. Về kích thước thì chiều dài cây này là nó được 18.5 cm, và cái phần lưỡi cắt là được 2.2 cm. Đây các anh xem lưỡi bên trong là nguyên vẹn ha, không bị mẻ gì hết, rất là đẹp luôn. Em cũng sẽ test cắt dây, nghe cái tiếng này, và thao tác rất là nhẹ nhàng luôn, và cái vết cắt rất là đẹp luôn này các, cắt rất là nhẹ luôn. Giá của cây này là 200.000, mã số 10, mã số 10 ạ các. Mã tiếp theo, mã số 11 là một cây mỏ lết hiệu Luster. Cây này nó cũng là hàng của Nhật luôn các nha, nó nhanh quá nó bị vấp. Đây, một cây mỏ lết hàng của Nhật ha. Đây các anh xem, nước xi là sáng bóng này, nó còn rất là mới, khắc nổi UM30 con tôm này, nguyên vẹn ha, không có bị cứng móp nứt bể gì cả nha các. OEA Luster, mấy cây này mới lắm các, kiểu hàng dùng lướt ấy, nên là còn rất là mới. Ngàm này, em vặn mở ngàm này, miệng ngàm bên trong đây các, có một số cái vết cứng này do hàng đã qua sử dụng, nhưng mà ngàm phía bên dưới này còn rất là đẹp nè các, còn đẹp luôn ha, nó chỉ dính dầu thôi. Đây, chứ lau ra này còn rất là mới đẹp luôn, cây này còn rất mới. Về kích thước thì chiều dài của cây mỏ lết này là nó được 20 cm, và ngàm này mở tối đa được là 3 cm nha các, ngàm mở 3 cm. Giá cây này là 200.000, mã số 11. Mã tiếp theo, mã 12 là một cây rọc giấy hiệu Owe. Cây này hàng của Mỹ nha các. Cây này thì bên ngoài bằng thép, bên trên này có khắc nổi chữ Owe Tool này, BBK RK4 USA, xuất xứ là từ Mỹ ha. Các anh xem khung bên ngoài là nguyên vẹn hết, không bị cấn móp gì cả ha. Bên trong này thì nó sẽ có, đây là một cái lưỡi và ba cái lưỡi đi kèm. Cái này hôm bữa em mở ra, em có tua vít trời ơi, em dùng em mở này ra thì em lắp lại nó hơi bị cứng, tại vì em dùng cái lưỡi phía dưới này nhiều quá cho nên là nó hơi hở thôi. Đây các anh thấy này, lưỡi bên trong, lưỡi tặng kèm thế thế các, mình trải đều ra thì nó sẽ không bị cứng như này. Hôm bữa em mẫu em để dồn lại cho nên là nó hơi hở thôi, chứ bày ra là nó sẽ gọn đẹp nha các anh. Cây này còn khá mới, các anh mua về sưu tầm hiệu On Way hàng của Mỹ, có ba cái lưỡi thay thế cho mình luôn. Về kích thước thì chiều dài của cây này là nó được 17.5 cm, lưỡi dao là 2.5 cm nha các anh. Giá cây này là 200.000, mã số 12. Mã tiếp theo, mã 13 là một cây cào rễ bonsai. Cây này hàng của Nhật nha các anh. Bên trên này thì nó sẽ có khắc cái mộc trademark này,
stainless là thép trắng nha các. Đó, mình sử dụng thì mình sẽ không lo nó bị reset theo thời gian ha, và nguyên vẹn này, không có bị cấn móp gì hết. Đây là cái phần lưỡi cào. Đó, lưỡi cào còn đẹp luôn ha. Bên dưới là phần nhíp này để mình gấp. Bên trong thì có các cái răng cũng còn khá đẹp ha các. Sử dụng mình gấp như thế này. À, về kích thước thì chiều dài của cây cào rễ này là nó được 23,5 cm. Cái đoạn lưỡi cào này là được 1,7 cm, và cái đoạn ngang này là được 3,8 cm. Giá của cây này là 150.000, mã số 13. Mã tiếp theo, mã 14 là một cây uống thép. Một cây uống thép hàng của Nhật nha các. Đây nó bằng bằng sắt. Nó rất là nặng tay luôn. Bên trên này thì nó sẽ khắc nổi xuất xứ Japan, Nhật Bản ha. Mặt sau này là cái logo thương hiệu và cái số 25. Cái phần này bằng thép thì nó đúng rồi, bằng thép chứ không phải bằng sắt nha anh. Lúc nãy em nói bằng sắt nên nói nhầm ha. Bên trên này thì nó sẽ sơn nước sơn màu đen. Và bên dưới này là màu đỏ. Còn nguyên vẹn hết ha. Không bị cấn móp gì hết. Mình sử dụng các cái thanh thép mình để vào đây, xong rồi mình uống, mình dùng cái này mình uống nè các. Thao tác thì nó là như vậy thôi, bên trong là còn nguyên vẹn ha, còn khá mới. Và về kích thước thì chiều dài cây này là nó được 26 cm. Và cái phần này để mình uống thép thì cái phần ống đoạn này là nó được 3 cm, gần 3 cm. Thì chắc là cái ống thép nó có đường kính cũng tầm 3 cm đó các. Thì sẽ cây này nó sẽ sử dụng được. Cân nặng của cây này là tầm 1 kg, 1,2 kg các. Giá của nó là 150.000, mã số 14. Mã tiếp theo, mã số 15 là một cây kéo cắt cành hiệu Okesune. Cây này thì nó là hàng của Nhật thôi các. Đây, cái này là chữ Nhật và cái tên thương hiệu Okesune luôn á. Khắc chìm lên luôn, rất là rõ nét ha. Phần cán bên dưới thì có bọc cái lớp vỏ bằng nhựa này, màu trắng đỏ. Đây bên trong các anh xem, chốt là chốt sắt này, mình gạt ra như thế này ha. Đó, cán nguyên vẹn ha các. Về cái phần lưỡi cắt này, đây mình xem lưỡi kéo còn đẹp luôn á, không có bị mẻ, bị rỗ gì cả nha các. Đó, cái này em thấy lưỡi là còn khá là đẹp. Lò xo thì còn hoạt động rất là tốt. Về kích thước thì chiều dài cây kéo cắt cành này là được 18 cm, và lưỡi cắt của nó là được 4,5 cm nha các. Giá cây này là 250.000, mã số 15. Mã tiếp theo, mã 16 là một cây kéo cắt cành nữa. Cây này cũng hiệu Okesune luôn các. Cái size nó lớn hơn, nó dài hơn ha. Cây này nó cũng sẽ có chữ Okesune khắc chìm ở đây. Chốt cũng là chốt sắt, và vỏ bên trong cũng là bằng nhựa đó các. Cũng nguyên vẹn luôn, không bị nước rách gì cả ha. Cũng màu trắng đỏ. Về phần lưỡi cắt này, đây lưỡi cây này ở đây có một vết rỗ một tí, chứ về phần lưỡi cắt là còn nguyên vẹn ha, không bị mẻ gì hết nha các. Lò xo cũng còn hoạt động tốt luôn. Về kích thước thì chiều dài cây này nó được 21 cm, và lưỡi cắt là được 5,5 cm. Giá cây này là 350.000, mã số 16. Mã tiếp theo, mã 17 là một cây kéo cắt cành nữa. Cây này thì nó là bằng chút da, chút của nó bằng da các. Đây ạ. Cái chữ Nhật thì nó sẽ được khắc chìm lên bên trên gần cái phần lưỡi nè các. Đó, chữ Nhật rất là tỉ mỉ, rõ nét luôn ha. Bên này và bên này nữa. Chốt là chốt da còn nguyên vẹn luôn nè. Và còn rất là mới ha. Đó, các anh xem cái phần lưỡi luôn nè. Lưỡi cái này là cũng không có bị mẻ gì cả nha các. Nguyên vẹn ha. Cái này thì các anh mua về mình có thể là mình mài lại theo ý thích của mình luôn. Chứ còn em bán thì lưỡi em không có mài dũa gì cả ha. Nó không có tác động luôn. Về phần lò xo này là hoạt động trơn tru luôn. Đó, mình sử dụng xong thì mình sẽ gài phần chút da lại như thế này nha các. Về kích thước thì chiều dài cái này nó được 20 cm, và lưỡi cắt là được 5 cm nha các. Giá cây này là 300.000, mã số 17.
Mã tiếp theo, mã 18 là một cây kéo tỉa. Đây, một cây kéo tỉa răm dùng để tỉa các cái cành nhỏ, cái lá đó, cũng hàng của Nhật luôn. Cái này là thép đúc mà các, đúc liền khối luôn ha. Chất thép là cứng cáp nguyên vẹn hết. Bên trên này thì có khắc cái chữ Nhật ở đây, rất là đẹp luôn nè các. Mình xem phần lưỡi luôn này. Đó, lưỡi cái này em thấy là cũng còn đẹp, không có bị mẻ gì cả ha, cũng không có bị rỗ gì nhiều luôn các. Còn rất là mới. Về kích thước thì chiều dài cây kéo tỉa này là được 19,5 cm và lưỡi cắt của nó là được 5 cm. Giá cây này là 250.000, mã số 18. Mã tiếp theo, mã 19 là một cây kéo tỉa nữa các. Cái này thì cái góc nó cong như thế này. Đây, cái lưỡi nó sẽ cong lên như thế này ha. Để mình cua ở các cái góc rất là tiện luôn. Cây này thì chốt nó là chốt da. Cái chữ Nhật thì nó sẽ được khắc ở bên trên gần cái phần lưỡi nè các. Đấy, các anh thấy chữ Nhật khắc rất là tỉ mỉ, rõ nét luôn ha. Chốt là chốt da còn nguyên vẹn, không có bị rách gì luôn nè. Các cái vân họa tiết này cũng còn rất là đẹp, và chất thép là cứng cáp nguyên vẹn hết luôn ha các. Đó, mình xem phần lưỡi này. Đó, lưỡi này cũng không có bị mẻ gì cả ha, em thấy là còn đẹp luôn nè. Mặt sau này có cái chữ Nhật nữa nha các. À không, cái vết cấn nhập á các, em bị cận, em nhìn sơ sai em cứ tưởng là chữ Nhật. Không phải chữ Nhật các anh, cái này là vết cấn thôi. Lưỡi này, lưỡi cũng còn đẹp nha. Rồi, lò xo là hoạt động trơn tru. Rồi, mình sử dụng xong mình gài cái chốt lại như thế này, chốt da. Về kích thước thì chiều dài cái này nó được 15,5 cm và lưỡi cắt là được 3 cm. Giá cái này là 150.000, mã số 19. Mã tiếp theo, mã 20 là một cây kéo cắt cành. Kéo cắt cành, cái này nó hàng của Nhật luôn á. Một cây kéo cắt cành chốt sắt luôn. Đây, bên trên này thì nó sẽ khắc cái chữ Nhật gần cái phần lưỡi nữa các. Đó, các cái chữ Nhật rất là tỉ mỉ, rõ nét ha. Lõi, ở đây là lõi đồng nè các. Lõi đồng. Chốt là chốt sắt nguyên vẹn hết. Tổng thể cây này là nguyên vẹn đẹp luôn nè các. Mình sử dụng mình gạt chốt ở đây ra ha. Mình xem phần lưỡi này. Đó, lưỡi cây này không bị mẻ gì hết nha các. Còn đẹp luôn. Cây này là em thấy còn khá là mới. Các anh mua về sử dụng là vô tư luôn ha. Lò xo là hoạt động trơn tru luôn. Về kích thước thì chiều dài cây kéo cành này nó được 21 cm và lưỡi cắt là dài 5,5 cm nha các. Giá cây này là 450.000, mã số 20. Mã tiếp theo, mã số 21 là một cây kéo cắt cành nữa. Cây này thì nó chốt da. Đây các. Bên trên này có khắc chìm chữ Nhật nè các. Đó, khắc chìm chữ Nhật cũng rất là rõ nét luôn. Mặt sau cũng có một chữ nữa này. Đó, cây này có hai cái mộc Nhật luôn ha. Ở đây có lõi đồng nha các. Lõi đồng, cây này còn rất là mới luôn này. Chất thép là cứng cáp nguyên vẹn hết. Chốt là chốt da cũng không có bị rách gì cả các. Chốt còn rất là mới ha. Lò xo rất là nãy ngoài. Lưỡi nè các. Đây, lưỡi kéo không có bị rỗ gì hết và cũng không bị mẻ gì luôn á. Còn rất là mới đẹp luôn ha. Về kích thước thì chiều dài cái kéo cắt cành này được 20 cm và lưỡi cắt của nó là được 5,5 cm. Giá cây này là 350.000, mã số 21. Mã tiếp theo, mã bonsai cuối cùng trong clip này ha. Cây này thì là cạp xéo, nó cũng là hàng của Nhật luôn. Ở bên trên này thì nó sẽ có, đây các, khắc chìm chữ Nhật này. Bên này là chữ Nhật, mã là 301298, trademark mộc đầy đủ ha. Đây các anh xem, chất thép là cứng cáp nguyên vẹn hết nè. Lưỡi khít sát ha, không có bị hở sáng nha các anh. Khít sát luôn và đều đẹp luôn ha. Mình xem bên trong này, nó cũng không có bị mẻ gì hết. Về kích thước thì chiều dài cây cạp xéo này là nó được 21 cm. Và cái phần lưỡi ở đây
là được 2 xe nha các anh. Giá cây này là 400.000. Mã số 22. Mã tiếp theo, mã số 23 là một cây thước thước góc vuông hiệu sinh qua. Đây nè các anh, một cây thước góc vuông hiệu sinh qua, cây này là hàng của Nhật ha. Hàng của Nhật luôn. Bên trên này số trên thước thì sẽ được khắc chìm, sau đó quét cái sơn đen lên nha các anh. Đó, chữ Nhật các cái họa tiết thì cũng vậy nè, còn rất là rõ nét luôn ha. Chỗ này thì BAT mã số 455481 xin qua này, chữ Nhật này. Bên này cũng tương tự các anh xem, cái này còn khá là mới ha, các anh xem số rất là rõ luôn. Stainless steel là thép trắng nha các anh, mình sử dụng thì mình sẽ không lo nó bị reset theo thời gian ha. Hiệu xin qua này, 5F made in Japan, hàng của Nhật. Các cái góc cạnh là nguyên vẹn hết và còn rất là mới. Về kích thước thì chiều dài cây này là nó được, cái đoạn này được 17 cm, đoạn này được 10 cm, đoạn này 7 cm và đoạn này là 14 cm. Giá của cây này là 250.000. Mã số 23. Mã tiếp theo là một cái súng phun sơn có cái bình luôn á, bình có nắp luôn, hiệu Iwata. Đây mình chỉnh nó cao lên, mình sẽ vặn khóa cố định ở đây ha. Này mình cũng có thể tháo rời được, một lát này em sẽ tháo ra cho các anh xem. Bây giờ em sẽ quay tổng thể qua một lượt trước ha. Đây cái phần này là phần cán trước đây. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm cái hiệu Iwata này. Iwata đó, chất thép là cứng cáp nguyên vẹn hết. Mặt này cũng có Iwata, nó không có bị tróc gì luôn á các, còn rất là mới đẹp ha. Chỗ này là cái phần ống để mình gắn vào. RG21. Đây là cái phần phun sơn đây này, có cái kim nữa các, còn mới đẹp luôn ha. Mình có thể tháo rời ra. 0.6 này, 0.6 nha các. Còn cái phần này là bằng nhựa nha, phần đen đen này là bằng nhựa, còn lại là bằng thép hết. Rồi chỗ này là phần cò, mình bóp ở đây để mà phun sơn ra ha. Ở đây là cái phần bình để mình đựng, các anh xem bình là còn nguyên vẹn hết, không bị cấn móp gì cả ha, và nước xi còn rất là đẹp luôn các. Đây một bộ của nó luôn thì cái nắp nó cũng sẽ có khắc hiệu Iwata, rất là đẹp luôn ha các. Nắp đây. Trước hè em cũng có về một cái loại phun sơn như thế này Iwata luôn, nhưng mà nó không có nắp. Lần này thì có nắp rồi các. Ở bên trong còn cũng đẹp luôn ha. Đây. Cái này thì mình có thể là tháo ra được. Mình sẽ xoay cái phần chốt ở đây. Rồi ra như thế này, một cái phun sơn nguyên vẹn hết hả các. Lắp lại này. Cố định lại ha. Về kích thước thì chiều dài của cái bình này khi mà mình chưa có lắp bình sơn vào là nó được 16.5 cm, còn tính luôn cái bình nó cao lên như thế này là được 23.5 cm nha các em. Bạn hướng ngược lại đây, bạn vào chứ 23.5 cm này, cố định lại ha. Rồi còn về cái phần bình thì đường cao của bình này là được 8 cm, còn đường kính bình là 5.2 cm. Giá của cái phun sơn này là 750.000. Mã số 24.
Mã tiếp theo, mã số 25 là một cây búa đinh. Một cây búa đinh hàng của Nhật nha các anh, hiệu Doksu. Cái này thì cán này là bằng nhựa nha các anh. Bằng nhựa, bên trên này có đúc chìm cái chữ Doksu Made in Japan. Hàng của Nhật ha, xuất xứ từ Nhật. Đó, cán nguyên vẹn ha, không bị đứt rách gì hết. Mặt sau này còn có thông tin này: plastic cover made in Japan, hàng của Nhật luôn. Còn bên dưới này là có một cái tem nữa, tem trong suốt chữ Nhật đó các. Nó cán bên trên này là nguyên vẹn ha, không có bị nứt bể gì hết. Mặt trước thì có một cái tem JBR made in Japan, hàng của Nhật, và một cái tem sau nữa là chữ Nhật mô tả sản phẩm, cũng như là cái chú ý này, nhớ mang kính bảo hộ khi sử dụng ha. Ở đây là có mã vạch mà cái tem nó rách rồi, nó trong suốt một cái, nó rách đến đây thì nó để là cái mã cái hàng ngoại trên búa như thế này. Rồi, bên trên này là cái phần đầu búa ha, chất thép là cứng cáp. Bên trên này có một cái tem Nhật nữa, chữ Nhật cũng còn khá là rõ ha. Rồi mình xem mặt búa này. Đó, mặt búa lưới chống trượt, các cái ô răng còn rất là đẹp, không hề bị mòn gì nhiều luôn. Cái này hàng dùng lướt này, em thấy là còn rất là mới. Đầu bấy đinh là cũng còn đẹp luôn này. Bên này cái chữ này là chữ Doksu nha các anh, chữ Nhật và chữ Doksu, thương hiệu sản phẩm ha. Cây này còn rất là mới luôn, các anh mua về sử dụng là vô tư luôn ha. Về kích thước thì chiều dài cây búa này nó được 39,5 cm, đoạn này được 13,5 cm, đường kính mặt búa là 2,6 cm. Về cân nặng thì cây này nó nặng tầm 500 g nha các anh, giá của nó là 270.000. Mã số 25. Mã số 26 là một cây mỏ lết. Mỏ lết hiệu Top, cây này thì nó cũng là hàng của Nhật luôn ha. Đây, các anh xem các cái chi tiết này. Đó, nguyên vẹn ha. TMW-125 -250 hiệu Top này. Japan, xuất xứ Nhật Bản. Các anh xem nước xi là cũng còn khá là sáng bóng, mới đẹp ha. Và nguyên vẹn, không bị cấn móp gì hết. Rock forget là thép rèn này nha các anh, rất là cứng chắc. Ở đây có thông tin này, cáp là từ 16 đến 75 mm, tức là từ 1,6 cm đến 7,5 cm nha các anh, rất là lớn luôn ha. Bên trên này thì khắc nổi chữ KB. Và bây giờ em sẽ vặn mở ngàm cho các anh xem này. Ngàm vặn thì nhẹ nhàng trơn tru thôi. Miệng ngàm bên trong đây các anh, ngàm cái này em thấy là còn khá là mới đẹp ha, các anh mua về sử dụng là vô tư luôn. Mặt bên này nữa này, nó còn đẹp luôn. Về kích thước thì chiều dài của cây mỏ lết này là nó được 25 cm, còn về phần ngàm thì lúc nãy em đã báo rồi ha, là từ 1,6 đến 7,5 cm. Giá của cây mỏ lết này là 400.000. Mã số 26. Mã tiếp theo, mã số 27 là một cây kìm mỏ quạ hiệu Robo Grip và SK11. Cây này là hàng của Nhật và Mỹ nha các anh. Hiệu Robo Grip là của Mỹ và hiệu SK11 là của Nhật. Hai hãng này hợp tác với nhau ha. Phần cán bên dưới này là bằng úp bằng nhựa nha các anh. Bên ngoài màu cam còn rất là mới luôn ha, sáng bóng luôn ha các anh, không bị nứt rách gì hết. Và hai cái mặt bên trên thì nó sẽ in hai cái thương hiệu Robo Grip và SK11. Cái này thì nó hơi rỗ các cái mặt này một tí, nhưng mà chủ yếu là phần răng bên trong á, răng cái này em thấy là còn đẹp. Ở bên ngoài này thì nó hơi rỗ ở đây ha, mặt bên này cũng hơi rỗ. Nó sẽ có hai cái mã này các, BAT 465-1598 và BAT 466-2252 made in USA, là được sản xuất tại Mỹ nha các, hiệu Robo Grip hàng của Mỹ ha. Rồi phần răng bên trong này các, răng bên trong ngàm này, nó răng bên này là em thấy còn đẹp nè các, lò xo hoạt động là trơn tru hết nha các. Về kích thước thì chiều dài cây kìm mỏ quạ này là được 24,5 cm và đoạn ngàm này là được 4 cm nha các. Giá cây này là 400.000. Mã số 27. Cái này nó hơi rỗ và cái ngàm một bên nó kém đẹp, cho nên là em để giá cho các anh là 400.000. Bình thường thì các anh mua hay mua
dòng kiều mọc quả Robo Grip thì cũng biết rồi ha. Những cây mà đẹp như này thì sẽ có giá là 500 nghìn đó các. Cây này giá 400 á, mã số 27. Mã tiếp theo mã 28 là một cây búa gò. Đầu búa là làm bằng thép trắng, hiệu Sankyo. Cây này thì nó là hàng của Nhật nha các. Đây, mình xem phần đầu búa trước luôn. Trên này thì nó sẽ khắc chìm cái thương hiệu này, Sankyo. Thép là thép trắng, rất là sáng bóng luôn các. Mặt búa các anh xem này, láng bóng luôn ha, mặt búa hình vuông. Đây, cán là cán gỗ và cái phần kim loại, cái phần này, cái đầu niêm này là bằng thép trắng luôn các. Phần này là phần đầu gò này, rất là sáng đẹp luôn. Cây này còn rất là mới luôn các. Về phần cán gỗ này, nó cán cũng nguyên vẹn, không có bị nứt nẻ gì cả nha các. Cây này thì nó có cái nước quét dầu gỗ bên ngoài màu đen, bên dưới này nó tróc tróc đi một tí thì mới lộ màu gỗ thật nè các. Đó, cây này còn rất là mới nha, bên trên này không có tróc gì nhiều. Về kích thước thì chiều dài của cây này là nó được 26 cm, đoạn ngang này là được 10 cm, mặt búa là hình vuông và cạnh của nó là 1,1 cm. Cây này thì nó nặng tầm 150 g thôi các, rất là nhẹ. Giá của nó là 200 nghìn, mã số 28. Mã tiếp theo, mã số 29 là một cây thước kẹp hiệu Mitutoyo. Đây các, size 30 cm, khá là dài. Em sẽ quay qua một lượt ha. Ở bên trên này thì nó sẽ khắc chìm cái dòng chữ này, thương hiệu Mitutoyo Made in Japan. Khắc chìm sau đó quét cái sơn đen lên ha các, rất là rõ nét này. Số cũng vậy luôn, hãy các xem số trên thước còn rất là rõ luôn ha. Stainless hardened là thép trắng nha các. Mình sử dụng thì mình sẽ không lo nó bị reset theo thời gian ha. Cây này 30 cm, logo nội địa Nhật khắc đầy đủ luôn. Mặt sau này cũng vậy nè, rất là sáng bóng luôn các. Em thấy là cây này còn rất là mới, nước xi sáng bóng và còn nguyên vẹn hết, không có bị nứt bể một cái chi tiết nào hết. Mặt này thì sẽ có khắc chìm cái mã này B37019. Mình mở ra xem cái phần miệng bên trong nè các, còn rất là đẹp luôn ha, không hề bị mẻ gì luôn á các, rất là mới. Này cũng vậy nè, cái này mình muốn cố định nó lại thì mình sẽ khóa ở đây, không có mở ra được nữa ha. Mình đo cái đoạn này rồi mình đi qua bên khác, mình rất là chuẩn. Bên này là cái phần thước đo độ sâu, đo độ sâu cũng nguyên vẹn hết ha. Cái này mình đóng lại thì mình sẽ vặn cái thanh này, mình khóa lại cho nó cố định ha. Về kích thước thì chiều dài tổng thể của cây thước này nó tới 40,5 cm nha các. Giá của nó là 900 nghìn, mã số 29. Và mã cuối cùng trong clip này là một cái ghế ngồi để các anh mang đi cắm trại picnic du lịch ha. Đây à, một cái ghế ngồi, nó gập lại thì nó sẽ gọn như thế này. Rồi khi mình sử dụng thì mình sẽ mở ra đây, như thế này nè các. Đây, nó sẽ căng ra như thế này. Thì ở đây nó có 3 cái nấc, tùy vào mình muốn căng hay là muốn nó dùng làm một tí thì mình sẽ chỉnh ở đó ha. Đây, ở đây thì em sẽ chọn cái nấc ở ngoài cùng đi. Đây nè, mình chọn cái nấc ở ngoài cùng này ha. Anh có thể là chọn thêm 2 cái nấc này thì nó cũng sẽ, nó khá là kiểu cái này là ok rồi nè các, nó cũng dùng xuống. Còn nếu mà các anh muốn căng hơn thì mình sẽ chọn cái nấc ở trong ha. Đấy, cái này bằng vải còn đẹp nha các. Còn các cái phần này là làm bằng thép, các anh xem nguyên vẹn hết, không có bị nứt bể gì cả ha. Bên dưới còn này là cái phần mặt vải mình ngồi, cũng không có bị rách gì hết. Cao lên thì nó sẽ như thế này. Về kích thước của cái ghế này thì khi mà mình ngồi thì cái chiều cao của nó được là 34 cm, còn về cái phần mặt phẳng mình ngồi, cái phần vải á, là dài 30,5 cm và rộng là 14,5 cm.
Rồi sẽ là khi mình ngồi ha, thì mình gấp lại. Gấp lại như này đó. Rất là gọn luôn, mình để trong cốp xe cũng được đó. Mình sẽ mang đi ra, ví dụ như mùi câu cá hay là mùi cắm trại, mình có một cái vật này ngồi cũng rất là tiện đó, rất là gọn luôn này. Về kích thước khi mà mình gấp lại thì chiều dài nó được 23,5 cm, cái đoạn ngang trên này được 16 cm và ngang dưới này là 10,5 cm thôi các, rất là gọn. Giá của cây này là 250.000, mã số 30. Vậy là cái lên xong 30 mã hàng trong clip số 270 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có buổi tối vui vẻ.